Hello anh em, xin mời em đã trở lại với Chiro Win Chiro và Tạc Jimmy. Thưa quý vị, hôm nay được gặp nhau với những clip thì chúng ta đang có mặt tại Nam Sam Play. Nói chung là hôm nay thì mình không quay lại với cô gạc tân thủ huyền thoại mà mình quay lại với cô gạc huyền thoại của mình thôi. Đó chỉ là cô gạc Kisame, cô gạc chính thức của mình mà hồi xưa mình cày cuốc. Thì nói chung là cô gạc hôm nay thì mình quay trở lại với cô gạc Kisame của mình thì muốn cùng anh em tiếp tục với cái phó bản huyền thoại, đây là phó bản Slime. Và hôm nay chúng ta sẽ test thử nghiệm nhiều thứ mới hơn, rồi thử coi sau khi mà mình test cái này thì mọi thứ nó có thay đổi hay không nha anh em. Ok. Rồi ok. Đây thì như thường lệ thôi, chúc các đêm một ngày vui vẻ. Và xem clip nhớ like video, subscribe đăng ký kênh hồi mình. Rồi ok, một lần như vậy thôi. Nhớ like video, subscribe là ok rồi. Hôm nay thì như anh em đã biết thì cái con Slime này mình đã không vượt qua nó dụng từ rất là lâu rồi. Nhưng mà nói thiệt, cái anh em bây giờ mình tăng cấp sức mạnh một phát là qua nó vèo vèo thôi. Nhưng mà tại mình chưa muốn thôi anh em. Mình muốn cùng anh em thử nghiệm thêm một vài thứ nữa. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thử nghiệm hai cái. Đầu tiên là về kỹ năng. Thì tại kỹ năng thường của nhân vật chính mình đang chơi là kỹ năng kính tỏa. Nhưng mà hôm nay mình sẽ test cái kỹ năng thường, đó là kỹ năng lồng thời gian. Tại vì đây là có một cái kỹ năng sát thương và giảm cái lượng sát thương của tem địch gây ra trong hai lượt. Đây anh em, khiến sát thương do địch gây ra giảm hai lượt nè. Cho nên hôm nay mình sẽ test thử nghiệm khi mà mình trang bị kỹ năng này vào sẽ như thế nào, nó giúp cho đối phương sát thương mình sẽ giảm và con Slime sẽ phun mình, nó sẽ bị giảm sát thương đi. Cho nên là mong là sau khi thử nghiệm cái kỹ năng này thì sát thương của con Slime sẽ giảm đi và mình sẽ trâu hơn, phòng thủ được trâu hơn và cầm cự được nhiều lượt hơn. Bây giờ mình sẽ nâng cấp một cái ma phòng này đã. Đây là viện nghiên cứu nha anh em. Và hiện tại thì hình như là sau update thì nó có thêm một số cái mới, và công phần trăm, và bộ phần trăm, tuyệt chiêu phần trăm, tuyệt chiêu phòng phần trăm, ma phòng phần trăm và sinh mệnh phần trăm. Nhưng mà hình như là mình không, mình thấy thiếu một cái thì phải, đó là ma công phần trăm thì phải. Sao lại không có ma công phần trăm ta? Hết đủ, đùa mình nè. Có hết mà lại thiếu cái ma công, hay là tại mình chưa đủ cấp ta? Cũng có thể là mình chưa đủ cấp. Ok, thôi kể đi. Cái thử nghiệm thứ nhất đó là về kỹ năng như mình nói rồi, còn cái thử nghiệm tiếp theo đó chính là bộ báu vật. Thì cái bộ báu vật của con Bo đang mang là Sirausi tăng về ma công thiên phú. Thì bây giờ mình sẽ trang bị lại cho thằng Lo anh em để lấy cái ma công cho nó cao lên. Thằng Lo này thì mình chưa có rèn riết hết nha anh em, chưa có rèn riết hết. Đấy, ma khí đồ chưa làm nha anh em. Ít bữa mình làm mình sẽ gia tăng được một cái lượng sát thương gây ra cực kỳ kinh dị luôn ấy. Rồi bây giờ mình sẽ thay nhanh báu vật cho Bo và lấy cái báu vật. Ok. Đúng rồi, quên trước khi xem ma công thiên phú của Lao là hiện tại là bao nhiêu chứ. 3484 nha anh em, 3484. Ok, giờ lấy lên là sẽ gia tăng á. Lực chiến thấy là bị giảm nè anh em. Không biết là bị giảm hay tăng nữa. Mà mình thấy là nó cứ giảm là thế nào nhỉ? Ok. Có vẻ tăng đấy. Ui. Từ 3S trừ lên 3S không dấu. Ngon lành canh đào. Cũng được anh em. Giờ mình tẩy nữa. Không biết là có lên nổi 3S cộng ta. Chắc là không đâu nhỉ. Vừa mới lên mà làm sao lên được nữa. Tức là 3S không dấu, 3S cộng cho nó là 4S trừ. Wow, gắt nhờ. Bây giờ full bộ vật của Sirausi chúng ta nhận được thêm ma công thiên phú là 0.07. Cũng khá là ngon. Cho nên nó mới gia tăng được vậy đó anh em. Mà có điều là ma công thiên phú thì mình chưa có tẩy luôn nè. Cho nên thành ra bây giờ mình cần phải đi tẩy ma công thiên phú. Ok. Rồi bây giờ chắc là mình sẽ mua ý chỉ ba cái bên phải mới được ma công thiên phú thôi mà. Ui sao báo vào mấy cái này tẩy tàu lao thế nhờ. Mình thấy đều tẩy tàu lao hết luôn á anh em. Cái báu vật cũ của mình thì mình tẩy vào phòng thiên phú khá là nhiều. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ chủ yếu tập trung ba cái bên phải thôi nha. Đầu tiên là ui ma công thiên phú có một tầng nè. Bắt đầu từ tầng 5 là có rồi, giờ tầng 6, tầng 7, tầng 8 chưa có. Giờ mình sẽ tải tầng 6, tầng 7 và tầng 8 nha. Rồi để kiếm ma công thiên phú cho anh em xem. Ui cái gì vậy? Hết hồn. Rồi, không biết là hôm nay cái thử nghiệm mình có ra sao không? Mình nghĩ chắc chắn là vẫn thua thôi. Con Slime thật sự rất là mạnh nên mình nghĩ chắc chắn là vẫn thua thôi. Nhưng mà chủ yếu là để xem cái thử nghiệm như thế nào nha anh em. Ồ, như vậy là vẫn chưa ra ma công thiên phú nha anh em. Cứ từ từ để sẽ ra. Ui, tốn khá là nhiều đồ đấy. Đá năng lượng mình hiện tại còn 700k nè. Này nếu mà mua auto chắc là sẽ nhanh hơn. Sức mạnh phần trăm, cam luôn.
Ok. Vẫn chưa có đây mà. Nghĩ chắc là mình sẽ nên auto. Ok, chắc mình sẽ auto nha anh em, mua 100 lần. Ok, sau đó mình sẽ auto. Tầng 6, tầng 7 và tầng 8, ba cái luôn. Rồi, chọn mức độ là 5 sao thôi được rồi. Start. Ồ, có một cái là 11 sao kìa anh em. Một cái là 25 sao nữa. Nhưng mà cái này chỉ là đỏ thôi anh em. Nếu mà là tím thì nó sẽ ngon hơn. Tính ra là bây giờ nếu mà mình lấy cái này thì chắc chắn nó sẽ thua, không có bằng được ma công phần trăm luôn á. Tính ra là không 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 có bằng được ma công phần trăm luôn á. Oh my god, đen thế. Yếu quá nhỉ. Sát thương đánh nộ nữa chứ, đau lòng thiệt. Ba cái tầng, bốn cái tầng này đều lấy cái thứ không liên quan tới thằng Lao này anh em. Tại vì báu vật này trước mình không có mang cho thằng Lao, mình mang cho đứa nào á. Cho nên tẩy khá là tào lao. Giờ tẩy lại từ đầu kiếm ma công thiên phú chắc hơi đuối á anh em. Ok. Cố gắng thôi, giờ biết sao anh em. Không có luôn anh em ơi. Auto đi. Chắc là auto đi, chọn tầng 8 luôn. Tại tầng 8 trước. Ủa ma công thiên phú đâu? Ủa báu vật này không tẩy được ma công thiên phú, what the hell? Thế mà nãy giờ mình tẩy như đúng rồi ấy. Sao không tẩy được ma công thiên phú ta? Kỳ nhờ. Adu, tại tầng 7 đi. Tầng 7 có ma công thiên phú nè. Theo mình nhớ thì ba báu vật bên phải đều tẩy được mà ta, kỳ nhờ. Quá lạ luôn á. Tầng 6 cũng chưa có nè. Tầng 6 này là đang ma công phần trăm. Chán thiệt chứ. Tại ma công phần trăm kìa anh em. Vật công thiên phú. Ma công phần trăm mà tím thì chắc là mình cũng sẽ lấy luôn á. Test thử, lấy thử coi coi thử nó được bao nhiêu điểm. Có khi lỡ còn ngon cả ma công thiên phú quá chứ. Ma công thiên phú. Ui, tại nãy giờ vẫn không ra anh em, khó thiệt á. Ui, 23 sao, ngon. Trời ơi, mình chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Tầng 5 cũng còn ít nè, mới có 10 sao thôi. Tại cái đáng cái kiếm cái tím coi. Mình cũng khá là dư dả cái đá năng lượng với lại này cho nên là tại cũng khá là khỏe. Chứ thiếu là cũng khó đấy anh em. Vật công thiên phú tím kìa trời. Ma công thiên phú tím đâu ra đi. Ui tuyệt chiêu thiên phú nữa. Trời ơi sao tàn ra mấy cái gì mà mình không cần không vậy. Mua thêm 100 lần nữa nè con. Mình sẽ tẩy cái tầng 5 nha anh em. Đó, ma công thiên phú chọn 5 sao thôi. Cho nó auto đi. À đù, không ra luôn kìa anh em. Khó thế nhá. Ôi. Trời ơi không có thiệt luôn ấy. Tại tay đây. Cái này thì toang rồi ông giáo à. Không có luôn em ơi. Nó thiệt là ma công thiên phú sao mà nó khó dữ vậy. Nãy giờ mình được thêm được một cái chứ mày. Đây 16 sao trời ơi. Bao nhiêu công sức của mình nói chung là cố gắng kiên trì là sẽ được anh em. Cuối cùng cũng đã nhận được rồi. Cái tầng 6 này thì là ma công phần trăm hả. Nếu mà bây giờ mình lấy được một cái ma công thiên phú tím nữa không biết có ngon hơn không ta. 1,68%. Chắc là ma công nó sẽ bị giảm. Ok. Ra luôn đi bạn ơi, cho nó đủ bốn cái tím luôn cho đẹp nè. Không ra luôn anh em ơi. Hơi khó, tầng 6 là chắc là hơi khó. Ui. Vật công thiên phú không à. Nhanh nhẹn kìa, nhanh nhẹn cam luôn kìa anh em. Nhanh nhẹn này thì điểm như vậy, nhanh nhẹn điểm thì nó rất là yếu, không có ngon lành gì cả. Ok, chắc là mình sẽ tạm dừng ở đây thôi. Rồi, được rồi. Nó không ra thì chịu thôi, giờ sao? Ma công của thằng Lo hiện tại là 3.6. Không biết khi nào lên được 4x trừ nha.
mình không có cái chỗ nào để mình dựa theo. Này là 3.69 nè. Ui này mà 3.65 vậy là 3.69 rồi, vẫn chưa lên 3 cộng hả? Gắt vậy. Ôi ôi 3.69 mà chưa lên tức là 3.7 quá. Nghi là 3.7 luôn quá. Ok, rồi được rồi. Chắc là mình sẽ vào thử nghiệm luôn cho anh em xem nha. Hiện tại thằng Lo đã có báu vật. Và nhân vật chính thì cũng đã có cái kỹ năng gọi là giảm sát thương. Cho nên là chắc là mình sẽ vào chơi ngay vào luôn. Mình sẽ đưa nhân vật chính lên trước để nó giảm sát thương, chứ nó không là thằng binh gâu đánh lượt đầu là nó khè ngay. Con rồng, con Slimer nó sẽ khè ngay. Và sát thương gây ra vẫn y chang vậy. Ok, đây là một sự thử nghiệm nha anh em. Cho nên mình nghĩ chắc là vẫn sẽ thua thôi. Anh em đừng có giận hờn mình nhé, đừng có ném đá mình nhé. Ok, giảm sát thương này cu. Ủa à, đu hu hu, cái miễn dịch mà. À tù vậy coi như không rồi. Không như không được gì rồi anh em. Mày hả con, thằng Lo chích giờ đau cho anh em. Chích giờ đau đấy. Không có chẳng thấy tối cường là thấy đen rồi đó. Thôi vẫn vậy anh em ơi. Nó miễn dịch được cái kỹ năng đó. Trời ơi, vậy cũng đâu có tác dụng gì đâu. Không có tác dụng gì anh em à. Kỹ năng mà giảm sát thương nó con này nó có miễn dịch được hết luôn. Thành ra là đâu có tác dụng gì đâu. Ok, không sao cả, đánh tiếp luôn. Thằng Lo lại chết rồi. Thằng Lo chết thì coi như thua chứ còn gì nữa. Không, trận này nó không ra trận thấy tối cường luôn kìa. Đúng là đen thiệt. Ôi ơi, lần này đánh khá là tệ luôn anh em. Thôi chắc là mình sẽ quay lại với kỹ năng cũ thôi. Thua anh em, không qua được. Trang bị kỹ năng cũ thôi. Bên này mình đang chơi kỹ năng gì ta? Kính tỏa hả ta? Kính tỏa, ok. Rồi đặt trận hình như cũ đi. Mình cứ tưởng là nó sẽ bị dính cái hiệu ứng giảm sát thương. Nhưng mà không được anh em, nó vẫn miễn dịch được luôn. Khá là đau lòng. Ui, được cái danh hiệu gì nè. Quái xấu sừng. Nhưng mà không qua được phó bản. Mình cứ tưởng là qua được chứ. Ôi, khó thiệt luôn ấy. Thằng Lo nó không ra tối cường. Trời ơi, ra tối cường ngon rồi. Này mình cần phải làm ma phòng. Ít bữa mình sẽ đưa cây da chuẩn hình của mình đó, cho nó hồi máu cái kiểu anh em. Hôm nay là hai sự thử nghiệm của mình coi như thất bại. Thất bại một rồi anh em. Còn cái của thằng Lo mang báu vật vô thì ok, nó vẫn tăng được một chút. Tăng được một chút sát thương. Với lại nói chung là ma công thiên phú nó tăng hơn được chút nữa. Cũng không phải là thất bại hoàn toàn. Rồi cố gắng lần sau thôi, giờ biết sao. Như ở lần trước thì mình đã xem thanh niên kia đánh rồi. Xem chiến báo của các thanh niên cũ đánh rồi. Và mình thấy là thanh niên kia làm thằng Lo rất là mạnh. Đây thanh niên cấp 171 nè anh em. Ê, chiến báo xem không được nè. What the hell. Rồi không xem được rồi. Nói chung là thanh niên đường đấu này khá là ghê. Lúc mà đánh với con Slimer này á, là thanh niên nó có thằng Lo rất là mạnh. Một mình thằng Lo giết Slimer luôn em. Đau đớn thiệt. Đây thằng Lo này thì hiện tại là ma công là 3x cộng. Mấy cái bên tam phòng là 4x trừ nè. Nhưng mà không biết là lúc đánh với con Slimer là đã được vậy chưa. Cái này nâng lên cấp 9 hả. Cấp 9 luôn ghê vậy. Có cả thời trang mũ bảo hiểm hả? Ghê. Vậy là ghê rồi. Báu vật thì cũng không phải thuộc dạng gọi là tăng ma công thiên phú nè. Cái này cộng 115%. Rồi ôi ghê quá nha. Tẩy luyện các kiểu, mã vàng các kiểu anh em. Lo mình thì mới có 130 thôi. Ủa cái gì? Ủa vậy cái ma khí của thằng đó là cái ma khí của thanh niên này là level bao nhiêu vậy? Liền bao nhiêu vậy? 135 anh em. Ok, mình là 130. Vậy mình chắc là mình sẽ rèn lên một bậc nữa quá. Sau đó thì mình sẽ tăng ma công rồi mã vàng các kiểu. Cái này cũng là cấp 9 rồi nè anh em, mình cũng đã nâng cấp 9 rồi nè. Cây Yasura hả? Ồ, chắc là mình ít bữa mình sẽ chơi cây Yasura. Có thiệt chứ. Mắt khó luôn á anh em. Tăng tốc đi bạn ơi. Ok. Rồi, nói chung là hôm nay thử nghiệm là tiếp tục thất bại. À, hẹn gặp anh em vào những clip tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng đến với những thử nghiệm tiếp theo ghê gớm hơn. Và mình mong là tương lai mình sẽ sớm vượt con Slime này. Con Slime này thì thực sự bây giờ mình có rất là nhiều thứ để tăng cấp sức mạnh rồi. Mình tăng cấp một cái là vượt qua nó liền anh em. Cũng chả có gì gọi là khó khăn. Anh em cứ tin mình. Rồi một ngày không xa mình sẽ tiêu diệt nó. Với lại mình kiếm cái báu vật cho thằng Lo nữa. Báu vật thời trang. Cái này thì chắc là chỉ có cách là đổi trong cái chiến trường thôi. Nhưng mà chiến trường hình như là Ủa vậy là đủ rồi nè anh em. Điểm này là đủ để đổi một cái mũ bảo hiểm hoặc là giáp bảo hộ. Thì chắc là mình sẽ mang cho thằng Lo. Rồi còn cái Ủa cái kia đâu mất tiêu ta.
Mình nhớ là có mấy cái hồi xưa cũng có mảnh giáp bảo hộ rồi các kiểu mà giờ như nó không còn để kiếm trong kia nữa hay sao á, đâu hết rồi á. Ôi trong đây mình dưng một con Iron Man 28 nè. Hiện tại best mình chơi ngon hơn Iron Man 28 nhiều, cho nên là hiện tại mình đang chơi con này thôi. Tư chất best đã đạt giới hạn hả? Cho ăn nè. À đủ. Best level 125 có thể tiến hóa. Vậy là mình không có cá cho nó ăn mà đúng không? Cái này là tại không có cá. Cá mập 800 mấy con phải lơ. Đây ra sức cường quá chắc cũng gia tăng khá là ghê đấy. Mình thấy đâu có cái túi Alabu đâu ta. Đâu có túi Abu đâu. Vậy là hết rồi. Đau lòng chưa.